Buồn của Jack khi Sơn Tùng đang được khán giả dần dần săn đón, thì anh ngượng ngùng gặp vài mống fan ở sân bay, cũng là giao lưu với fan nhưng Jack tự chào tự cúi không ai hưởng ứng. Hai tiếng rồi, à, nghe theo, nghe <laughs> Phan hú hết giây đó, có cái ao khoác chống rét mà hàng ngàn khán giả tâm tia từ tối đến đêm

chuyện rách và sơn tùng được đem ra so sánh đã không còn là điều quá lạ lẫm tuy nhiên trong những ngày cuối năm này cư dân mạng lại có phần chạy lòng dùm rách hơn khi sơn tùng đang bay nhảy khắp các sân khấu và được khán giả chào đón thì anh lại có vẻ hơi ế sâu fan cũng hẻo đi nhiều gần nhất rách bất ngờ gây bão mạng xã hội với loạt hình ảnh chụp anh ở sân bay với tạo hình áo phông trắng quần thể thao màu đen rách xuất hiện trước fan với vẻ ngoài vô cùng rạng rỡ anh chàng dù đội nón len đen để che nhưng ai cũng dễ dàng nhận ra rách đã thay đổi thành mái tóc màu vàng trắng dài đẹp như tài tử xứ hàn vừa mới đến sân bay là fan đã nhào vào chào đón rách không ngừng cầm điện thoại quay nam ca sĩ, Z cũng rất thân thiện, bắt tay fan chào hỏi. tuy nhiên ở một góc quay khác, có vẻ như fan chỉ sôi nổi lúc đầu, lúc sau là Z tự cúi chào rồi đi chứ chẳng mấy ai hưởng ứng. hơn nữa lượng fan không quá đông như trước, đếm ra chắc được vài mống. mặc dù vậy nam ca sĩ vẫn được tặng gấu bông và hoa, coi như fan vậy cũng có tâm. thay vì được fan đón ở sân bay như Jack thì sơn tùng mtp dạo gần đây lại rất bận rộn với các sân khấu ca nhạc. mới khoảng hơn tuần trước thôi, nam ca sĩ đã cháy hết mình với show diễn ngoài trời tại thành phố hồ chí minh, nơi anh chàng vác cả ba lô gấu bông to đi quăng tặng fan. Chưa hết chiếc áo mà Sơn Tùng ném xuống khán đài hôm đó cũng là một câu chuyện dài chưa kể hết, nghe đâu áo bị đứt cúc còn mất cả cánh tay áo nữa. Đợt này, nam ca sĩ ra Hà Nội biểu diễn khiến khán giả rất trông chờ vào màn ném áo tiếp theo, nhưng không được, với sức nóng của hàng ngàn người tập trung tại phố đi bộ Hồ Gươm, chờ đợi Sơn Tùng biểu diễn thì cái lạnh dưới 20 độ C dường như chẳng còn nhằm nhò gì, rất đông khán giả ở nhiều lứa tuổi đã phải xí chỗ trước, cốt để chờ đến lúc Sơn Tùng ra sân khấu, không phụ lòng mọi người, nam ca sĩ đã biểu diễn hết mình dĩ nhiên một trong những điều mà khán giả rất mong chờ đó là màn ném áo tuy nhiên do hà nội nhiệt độ thấp về đêm càng lạnh nên sơn tùng phải cáo lỗi và xin được giữ áo khoác để còn về một chiếc áo duy nhất của sơn tùng nhưng khiến cả ngàn khán giả phải tâm tia từ đầu đến cuối buổi biểu diễn cho thấy độ hot của anh chàng Nhìn vào tình cảnh hiện tại của Jack và Sơn Tùng, dễ dàng nhận thấy ai hot hơn, ai được khán giả hoan nghênh hơn. Chủ nhân bản hit Hồng Nhan sau một màn gây tranh cãi vì đưa hình ảnh Messi vào MV một cách mập mờ, nay đã đánh rớt duyên qua đường rất nhiều. Đó là còn chưa kể trước đó, hàng loạt lùm xùm không hay đã ảnh hưởng đến Jack. Giờ đây, anh chàng gần như không xuất hiện trên các sân khấu dịp cuối năm. Nhiều người hâm mộ cho rằng Jack đang chuẩn bị cho ra sản phẩm âm nhạc mới, nhưng nếu lại là một màn gây tranh cãi như từ nơi tôi sinh ra, có lẽ Jack lại phải đối mặt với những chê trách của cư dân mạng. Còn Sơn Tùng, anh đang quá nổi tiếng rồi, các xe cao ngất ngưởng, đi đâu cũng được chào đón, liên tiếp góp mặt trong các show âm nhạc lớn. Cỡ này thì Sky chỉ có phòng mũi tự hào thôi.